Xin chào các bạn trở lại với SDU Discovery. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một loại khủng long mà dường như nó cũng không mấy nổi tiếng lắm. So với ngôi sao sáng của Hollywood là T-Rex thì chả mấy ai biết đến nó cả. Nhưng với sự phát hiện ra sự tồn tại của nó thì giới khoa học đánh giá là sẽ làm thay đổi lịch sử khảo cổ học, đẩy tên đồ tể T-Rex xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thú ăn thịt lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Vâng, chúng ta đang nói về Spinosaurus, loài khủng long ăn thịt kỳ lạ nhất thời cổ đại. Chúng ta hãy cùng bắt đầu câu chuyện nào. Nhắc tới khủng long, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến loài bò sát khổng lồ từng xuất hiện trên trái đất hàng trăm triệu năm trước, với kích thước cơ thể khổng lồ và phân bố hầu như khắp mọi nơi trên hành tinh giống như những gì trong loạt phim Jurassic Park của Hollywood trình chiếu. Khủng long thống trị trái đất này một khoảng thời gian rất dài từ 200 triệu năm trước đến cuối kỷ phấn trắng, khoảng 66 triệu năm trước, với số lượng rất lớn. Chủng loài phong phú nhưng trong đó chủ yếu là loài ăn cỏ có kích thước khổng lồ. Bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều loài khủng long ăn thịt hung dữ và nguy hiểm làm nhiều người run sợ mỗi khi chứng kiến trên phim ảnh. Trong đó nổi tiếng nhất là loài Tyrannosaurus T-Rex, cỗ máy ăn thịt đáng sợ nhất với thân hình nặng 8 tấn với cấu trúc răng nhọn chi chít cùng lực cắn mạnh nhất trên cạn. Nhưng trong lịch sử, còn một loài khủng long ăn thịt khác từng tồn tại trước đó còn to lớn và nguy hiểm hơn bạo chúa T-Rex, đó là loài Spinosaurus. Trước khi Spinosaurus được các nhà khoa học phát hiện ra, ai ai trong chúng ta cũng đều khẳng định rằng T-Rex là loài khủng long ăn thịt nguy hiểm nhất thời tiền sử. Ấy vậy mà khi Spinosaurus được đưa ra ánh sáng, nó đã viết lại lịch sử huy hoàng của loài khủng long, chiếm trệ bước lên chiếm lấy và đá văng tên bạo chúa T-Rex ra khỏi ngôi vị top 1 đó. Tân chủ nhân mới của danh hiệu loài khủng long ăn thịt dữ tợn nhất thời tiền sử cũng không phải dạng vừa. Spinosaurus, có nghĩa là thằn lằn gai, là một chi khủng long ăn thịt sinh sống tại Bắc Phi, sống vào thời kỳ Anba và Cenoman của kỷ phấn trắng, khoảng 112 đến 97 triệu năm trước. Được biết tới lần đầu tiên từ hóa thạch ở Ai Cập năm 1912 và được nhà cổ sinh vật học người Đức Ernst Schoemer miêu tả năm 1915. Bản hóa thạch gốc đã bị phá hủy vào chiến tranh thế giới lần thứ hai khiến các nhà cổ sinh vật học biết rất ít về hình dáng của loài khủng long này. Một bộ xương được khai quật trong những năm gần đây tại châu Phi đã giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về hình ảnh của loài này. Những gì họ tìm thấy khá ấn tượng, Spinosaurus là loài khủng long ăn thịt to lớn nhất được biết đến. Kích thước trung bình còn lớn hơn Tyrannosaurus và Giganotosaurus. Giới khoa học dựa vào bộ xương hóa thạch, ước tính kích thước của một con Spinosaurus trưởng thành dài tới 12,6 đến 18 mét và nặng từ 7 đến 20,9 tấn. Hộp sọ Spinosaurus dài và hẹp giống hộp sọ cá sấu hiện đại. Các gai khác biệt của Spinosaurus là phần kéo dài của các đốt sống, dài ít nhất tới 1,65 mét và dường như có da nối chúng lại, tạo thành cấu trúc giống cánh buồm. Spinosaurus là loài khủng long trên cạn đầu tiên được biết là có thể sống dưới nước. Spinosaurus còn có hàm răng sắc nhọn và cái mõm giống hệt cá sấu, trong khi cặp chân sau ngắn với bộ cơ khỏe hoạt động như mái chèo và có nhiều điểm tương đồng với cá voi có chi cổ đại. Những con khủng long này còn có chi trước rất khỏe với móng vuốt cong và sắc như dao, rất thích hợp để đâm sâu hoặc xé rách da thịt con mồi. Trong khi các loài khủng long ăn thịt khác như T-Rex săn mồi trên cạn, khủng long Spinosaurus lại săn cá mập và những loài cá lớn khác tại các vùng nước sâu. Tiến sĩ Nisa Ibrahim thuộc trường Đại học Chicago cho biết, nghiên cứu loài khủng long này giống như nghiên cứu người ngoài hành tinh vậy. Chúng không giống bất cứ loài khủng long nào từng được biết đến. Không giống các loài săn mồi khác, chân của khủng long Spinosaurus có dạng giống các loài chim sống ở bờ biển với khả năng đứng vững và di chuyển trên cát mềm. Chân của chúng thậm chí có thể còn có màng nối giữa các ngón. Đặc điểm nổi bật nhất của chúng là một hàng xương sống có hình cánh buồm kéo dài đến giữa lưng. Tuy nhiên, các nhà khoa học không cho rằng hàng xương này có tác dụng giữ nhiệt hay tích trữ mỡ cho chúng. Các nhà khoa học đã lập ra một mô hình giải phẫu 3D bộ xương của khủng long Spinosaurus, cho phép họ khẳng định kích thước khổng lồ của nó. Tiến sĩ Paul Sereno thuộc Đại học Chicago cho biết, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn cả kích thước khổng lồ của Spinosaurus là tỷ lệ cơ thể kỳ lạ của chúng. Kích thước các chi của loài khủng long này so với cơ thể giống với cá voi cổ đại hơn là khủng long săn mồi. Đến nay, chế độ ăn của khủng long Spinosaurus vẫn là một bí ẩn. Người ta chưa đủ bằng chứng là các hóa thạch để chứng minh tập tính ăn của nó chủ yếu là trên cạn hay dưới nước. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đa số giả thuyết đều cho rằng chúng là loài khủng long ăn cá. Thậm chí khủng long Spinosaurus có thể nuốt chửng một con cá vây tây khổng lồ và cá mập. Chúng được cho rằng là loài săn mồi cơ hội, ăn xác thối của động vật và săn bắt những con mồi nhỏ và vừa. Và một điều rất đáng sợ, thức ăn của những con Spinosaurus đôi khi là những loài khủng long khác loài. Thậm chí chúng còn tấn công những con khủng long khác có kích thước tương đương và chẳng ngại chạm trán với cả những con T-Rex. Spinosaurus có kỹ thuật bơi vô cùng điêu luyện.
Chính vì lẽ này nó trở thành một mối nguy hại cho các loài vật sinh sống trong hệ sinh thái biển nhờ vào cánh buồm dưới lưng. Chúng được cho là thích nghi rất tốt với môi trường nước. Chính vì vậy đã có nhiều trận chiến vô cùng khủng khiếp xảy ra giữa khủng long Spinosaurus và những con cá sấu, cá mập thời tiền sử. Cho dù thế nào đi nữa, bằng những chứng cứ hóa thạch hiện tại, chúng ta có thể khẳng định rằng Spinosaurus là loại khủng long ăn thịt lớn nhất, cũng là loài động vật lớn nhất ăn thịt từng tồn tại trên trái đất này. Tuy nhiên, cần phải có thời gian dài nghiên cứu các mẫu hóa thạch, những bằng chứng về các đặc tính của Spinosaurus mới có thể làm rõ hơn về chủng loại khủng long bí hiểm này. Nếu có bạn có ý kiến nào khác thì hãy bình luận thêm ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.